Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, sau đây là nội dung Trung Quốc đã ngấm đòn, kêu gọi thay đổi cách nhìn về nước Mỹ. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đới Húc và Kiều Lương, hai tướng lĩnh Trung Quốc trước đây là Diều Hâu, gần đây đã viết bài về cuộc xung đột Trung-Mỹ đều có cùng một quan điểm cốt lõi, thực lực Trung Quốc hiện nay không thể đối đầu với Mỹ. Theo trang tin Hoa ngữ Back China vào ngày 8 tháng 7, hai viên tướng này đại diện cho suy nghĩ của tầng lớp ra quyết định. Họ kêu gọi 10 điều cần nhận thức lại về Mỹ. Thứ nhất, nhận thức lại, đừng nghĩ rằng Mỹ là một con hổ giấy, đó là một con hổ thực sự vì nó có thể ăn thịt. Đừng cho rằng các chính trị gia Mỹ đều là những quý ông, họ không còn phải là những nhà từ thiện họ cực kỳ trung thành với đất nước và cử tri họ không dễ bị mua chuộc đối tượng trung thành duy nhất của họ là cử tri để được lòng cử tri họ sẽ làm mọi thứ nhận thức thứ hai đừng mong mỹ sẽ phạm sai lầm mãi mãi mỹ có một cơ chế sửa sai hoàn hảo và không thể mãi mãi thực thi chính trị đúng đắn mỗi tổng thống đều có một khái niệm và phương pháp cai trị khác nhau nhưng Mọi thứ đều không thể tách rời. Một trong những đặc điểm lớn nhất của Mỹ là nếu phát hiện được chiến lược quốc gia là sai, chính phủ mới sẽ ngay lập tức thay đổi 180 độ mà không cần nể mặt và lật mặt nhanh hơn lật sách. Điều nhận thức lại thứ ba, người Mỹ không coi trọng ý thức hệ và giá trị, họ chỉ coi trọng lợi ích kinh tế và thương mại. Cốt lõi của Mỹ là ngoại thương, vì vậy đừng lấy quá nhiều món hời của người Mỹ nhất là đừng mù quáng, theo đuổi thặng dư thương mại. Khi bạn kiếm được lợi nhuận tốt, phải nhìn vào nét mặt của người ta, đừng nuốt một mình. Nhận thức lại thứ tư. Đừng ầm ý kéo đến cửa nhà người Mỹ và nói rằng, tôi muốn vượt qua anh, tôi muốn thay thế anh, tôi muốn trở thành người số một trên thế giới. Nếu ta thực sự có khả năng và mong muốn, cũng nên che đậy và thậm chí cần bớt giọng người Mỹ đặc biệt sợ những người khác là muốn chiếm lấy vị trí của họ. Điều này, người Nhật Bản đặc biệt có kinh nghiệm. Vì vậy, bây giờ Nhật Bản đặc biệt thấp giọng và kiếm được nhiều tiền. Nhận thức lại thứ năm, Mỹ không quan tâm đến việc xúc phạm người khác. Họ có nhiều đồng minh nhưng sẽ không bao giờ hy sinh lợi ích để làm hài lòng các đồng minh. Do đó, đừng cố gắng lấy lòng người Mỹ càng không nên lấy lòng các đồng minh của Mỹ. Những đồng minh này chỉ chơi thân với người Mỹ, chứ không bao giờ thực lòng thân thiện với ta. Một là một, hai là hai, đặc biệt là không nên chơi con bài thân tình. Nhận thức lại thứ sáu, cần thừa nhận sự thật là Mỹ là ông trùm của thế giới. Mặc dù về mặt cảm xúc không thể chấp nhận được, nhưng cảm xúc không thể thay thế sự thật tài nguyên trong tay người Mỹ vượt xa chúng ta. Chúng ta có thể đi đường tắt, nhưng đường tắt chỉ là tạm thời và ta vẫn là một kẻ đuổi theo trên đường thẳng. Mỹ nắm giữ công nghệ cao và chúng ta chỉ là những người tiêu hóa và hấp thụ công nghệ của Mỹ. Đừng thổi phồng, tiêu hóa và hấp thụ thành sáng tạo gì đó. Ta không thể dọa được Mỹ mà chỉ tự lừa dối mình. Nhận thức lại thứ bảy đừng nói đến chia sẻ thông tin trước mặt người mỹ mỹ đặc biệt coi trọng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nếu ta suốt ngày khoe khoang kết quả của việc chia sẻ công nghệ thì trong mắt người mỹ ta là một kẻ đạo trích cũng đừng nói về nền kinh tế internet trước mặt họ điều này tương đương với việc múa đao trước quan công hay là múc dìu qua mắt thợ internet mà ta sử dụng được phát minh bởi người mỹ nếu ta xây nhà trên nền nhà của người khác thì chớ nói rằng ta có quyền sở hữu. Hạ giọng sẽ không giết người, khoe khoang mới làm người ta sợ hãi. Nhận thức lại thứ 8. Người Mỹ là bậc thầy về chiến lược, đừng để người Mỹ chơi trò chiến lược với ta. Một khi Mỹ nghĩ rằng ta là kẻ thù của họ thì sẽ rắc rối lớn. Người Mỹ thuộc loại không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu giống như Mỹ chống lại khủng bố. Chỉ cần họ coi ai đó là mối đe dọa của họ, thì Mỹ sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực để tiêu diệt cả mấy thế hệ tổng thống cùng đấu tranh cho một chiến lược quốc gia. Nhận thức lại thứ 9 Đừng hy vọng cuộc bầu cử Mỹ sẽ thay đổi chiến lược quốc gia của họ. Chiến lược cốt lõi của Mỹ sẽ không thay đổi. Hãy để nước Mỹ vĩ đại trở lại, không chỉ là ý tưởng của Donald Trump mà là phản ánh triết lý chung của cả nước Mỹ. Hệ thống bầu cử Mỹ có thể cho phép điều chỉnh chiến lược ở một mức độ nhất định, nhưng lợi ích quốc gia của Mỹ quyết định rằng họ muốn tìm kiếm quyền bá chủ. Do đó, ta đừng nên mong đợi mong chờ ở nước Mỹ sẽ co lại và rút hoàn toàn khỏi đấu trường quốc tế. Đừng bị lừa bởi chiêu rút lui khỏi cộng đồng của Donald Trump. Nhận thức lại thứ 10 đừng ngây thơ nghĩ rằng ta chỉ đang chiến đấu với một mình người mỹ mọi hành động của mỹ đều có hiệu ứng cánh bướm vì mỹ có một liên minh chiến lược khổng lồ họ đại diện cho một loại quan niệm giá trị phổ quát chỉ cần mỹ hành động các lực lượng khác trên thế giới sẽ làm theo có thể một số quốc gia miễn cưỡng và không sẵn lòng nhưng cuối cùng họ sẽ đồng hành với người mỹ hãy nhớ rằng Mỹ áp thuế quan đối với thương mại 30 tỷ đô la sản phẩm của ta ngày hôm nay và hiệu ứng của nó nhất định là 60 tỷ, 90 tỷ hoặc nhiều hơn. Đây chính là điều Mỹ thực sự mạnh mẽ. Chúng ta cần phải thay thế sự tức giận bằng lý trí và phải đấu trí, đấu dũng với họ. Liệu đã quá muộn? Kính thưa quý vị, nội dung Trung Quốc đã ngấm đòn, kêu gọi thay đổi cách nhìn về nước Mỹ theo tin tức của apollo đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau